1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn. Thấy có nhiều heo không? Và đây những chú heo đầy sắc màu và rất là dễ thương luôn nha. Và đây là cái bài mà vẽ heo đất, chủ đề bảo vệ môi trường. Không biết là trường của các bạn có vẽ hay không. Còn ở đây là trường người ta đang vẽ nè. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm ban giám khảo, làm cô hiệu trưởng để chấm bài thi nha. Đây các bạn xem, trời ơi con heo này nó đang khóc. Bên đây chắc chắn là ô nhiễm môi trường, rồi bên màu xanh chắc chắn là môi trường trong sạch rồi chứ gì nữa. Thì vẽ môi trường không biết là các bạn có biết cách vẽ hay không. Chứ chị thì chị biết đó nha. Đó, đây nè, dọn vệ sinh, quét rác. Rồi mình sẽ tuyên truyền sao mà kiểu như nói với người ta là đừng có chặt phá cây rừng, rồi đừng có xả rác bừa bãi, thu gom vệ sinh, đó, hãy bảo vệ môi trường. Đây, trời ơi, vẽ cái người rồi kìa. Nói chung là đây là tiểu học và trung học mà vẽ vậy là cũng đẹp rồi nha. Trời ơi, còn cái này sao không có mắt mũi gì hết trơn à. Cái kiểu này chắc vẽ chưa kịp nè mọi người. Cũng tội nghiệp nha, nhiều khi mấy bạn còn nhỏ mà. Vậy là cũng đã cố gắng rồi, dữ lắm rồi. Hồi xưa mà chị nhỏ vậy, làm sao mà chị vẽ được vậy chứ. Còn đây, trời ơi, đẹp dữ trời. Con heo gì mà con mắt này trang điểm đồ luôn, coi kìa. Trời ơi, vẽ lông mi đồ ha. Rồi cái trán giống như là đội dương miệng cỏ. Trời đất ơi, đây bảo vệ môi trường ha. Nơ, con chim bồ câu biểu hiện hòa bình đồ. Rồi, hãy gì một cuộc sống xanh. Đây bên đây là cuộc sống màu xanh nè các bạn. Đó, cuộc sống xanh là giống như ngày xưa là không có bị thiên tai lũ lụt đồ này ha. Rồi hả, không khí trong lành, không có rác đồ này nha. Còn bây giờ các bạn thấy không, mùa nắng thì nắng ơi là nắng, tôi nói nắng nóng cháy da cháy thịt, thở không ra hơi luôn á. Rồi hả, mùa mưa thì mưa, tao nói trôi nhà trôi cửa. Biển thì coi kìa, hồi xưa tưởng nó con cá mập là dữ dằn nhất, bây giờ rác nó là dữ dằn nhất nha mọi người. Đó, thấy vẻ đẹp ghê chưa, trời ơi cái này tin được không, mấy bạn có tin được là học sinh lớp 1 vẽ không, chứ chị thì chị không tin rồi đó nghe. Nhưng mà bây giờ làm sao mà có chứng cứ gì đấy trời. Đó, con chim bồ câu nữa nè, trời đất ơi. Cái con chó mà vẽ giống như là những chú chó cứu hộ quá mọi người. Ôi trời ơi, cái cây kìa. Ôi cái cây kìa, cái cây đẹp dữ dằn luôn nha. Bên đây là môi trường trong sạch nè. Đó, cây nở hoa, cây to, đồ chim bay, đồ này nọ nha. Ôi ôi, mấy bạn nhìn rồi bắt chước. Bắt chước coi được không, chứ nhiều khi chị cũng bắt chước được đó. Rồi trên đây là mặt trời nè, bầu trời nè. Một bên bầu trời trong xanh, một bên là bầu trời xám, mưa bão, rồi đất thì khô cằn rồi đó các bạn coi á. Giống y như mình năm nay luôn, đầu năm thì nắng hay là nắng ha. Rồi cái tới hồi hè các bạn thấy không, tới hồi mưa quá trời mưa lục lội hết luôn. Đó là do nè, cắt cây, chặt cây nè. Đó thì đây con heo này á, là vẽ là hãy bảo vệ con capybara, đừng có chặt cây nữa, động vật sẽ không có chỗ trú. Rồi hả, mưa thì sẽ to, không có chỗ kiểu như là thấm hút á. Có cây thì nó hút nước các bạn, còn không có cây á thì đâu có ai hút nước đâu trời, ai mà hút nước dưới đất được đâu, cho nên là mưa bão đó. Và hành động bảo vệ môi trường này các bạn thấy trời ghi quá trời luôn, là bảo vệ rừng, không được chặt phá rừng nghe chưa. Đó, tuyên truyền với ba mẹ mình luôn nha, không có được chặt phá cây xanh. Trời, con heo này dễ thương chưa, con heo này. Ê, bị sai chủ đề nha, tự nhiên người ta đang bảo vệ môi trường tự nhiên đâu vô cái kiểu như là biển đảo rồi đó các bạn. Đó, rồi bên đây là trời lớp 2. Có bạn lớp 2 nào mà vẽ đẹp như vậy không, comment liền cho chị nha. Đó, lớp 2 mà vẽ còn đẹp dữ dằn luôn á, thiệt sự luôn á, thiệt sự luôn, là chị nói thiệt luôn, là hình như là mấy bạn nhờ ba mẹ mấy bạn vẽ thì phải á, đúng không? Các bạn đã từng nhờ ba mẹ em vẽ chưa? Đó, rồi bên đây nè, trời ơi cái đất mà biết bỏ rác chưa sọt. Trời đất ơi, cũng sáng tạo ghê nha. Rồi bên đây nữa nè, đó, cái con rùa ha, nó bị dướng cái rác vô đầu kìa, thấy tội nghiệp chưa mọi người. Cho nên mọi người đừng có vứt rác bừa bãi nha. Nhắc ba mẹ, cô chú, anh gì, người quen của mình vậy nữa, đừng có bỏ rác bừa bãi, rất là tội nghiệp luôn. Trời ơi, coi kìa. Đó, những cái nét vẽ hết sức là hồn nhiên, hết sức là dễ thương. Có kim tuyến luôn mọi người, ghê chưa? Hết sức luôn nha, bắt chước nha. Trời ơi, làm cái video này hả là cũng phải đi xin xỏ dữ lắm mới được cho vô quay đó. Đây nè, SOS à, cứu tôi, cứu tôi. Đây là con heo biển cả nè, con cá nó la SOS cứu nó. Vì xung quanh toàn là yêu quái chai rồi giỏ kẹo, rồi giỏ rác, rồi hộp cơm, rồi chai chạch sữa đồ này nọ đó. Trời ơi, cứu nó nha. Đó, bên đây thì là bầu trời tươi đẹp nè mọi người. Đó, muốn có bầu trời tươi đẹp như thế này hay là muốn có bầu trời đen thùi mưa bão, xung quanh toàn là rác. Đó là do chúng ta hết nha mọi người. Hãy cố gắng yêu thương cuộc sống này, trồng cây, cây rừng, thu gom rác. Rồi hả, nói chung là có một chạy thôi đó. Đó, mà con người mình không làm được, xả rác quá sức luôn. Đây nè đó, bây giờ là trái đất kêu cứu rồi nha mọi người. Trái đất này càng nóng lên. Ê, con heo này hơi bị đẹp nha, cái mặt nó hơi giống con gấu trúc nha, nhưng mà nhìn cũng ấn tượng. Trời ơi, học sinh lớp 1, lớp 2 gì mà vẽ gì mà đẹp dữ trời. Đó các bạn xem nè, đó bên đây là kiểu như là nhà máy xả khói lên trời đó, khí độc rồi đó, xả lên trời ha. Đó, rồi cưa cây đồ nè ha. Đó, đất thì khô cằn ha, đổ khí thải xuống dưới biển đồ ha. Còn một bên thì là tươi tốt nha. Đây, đó, nói chung thì chủ đề nó có nhiêu đó thôi, mà các bạn coi mấy bạn nhỏ của chúng ta sáng tạo ghê chưa. Đó, tuyên truyền đồ ha. Đây, cô gái ôm trái đất đồ này nọ nè, xanh sạch. Đó, môi trường xanh sạch là cô gái được ngủ ngon giấc. Đó, bên đây là cũng dễ y vậy luôn, nhưng mà nó hơi lạ lạ nha. Còn cái hình này thì mình thấy nó hơi đơn giản đúng không mọi người. Đó, nhưng mà vậy mới đúng lớp 1, lớp 2 á. Chứ gì mà lớp 1, lớp 2 mà vẽ cái con này, trời đất ơi. Nhưng mà thôi kệ đi, gia đình á, để bảo vệ môi trường là phải cả gia đình mà đúng không mọi người. Là
là các bạn, rồi ba mẹ các bạn, rồi toàn xã hội này, chúng ta cũng sẽ cùng nhau bảo vệ môi trường. Chị làm cái video này á, là cũng chủ yếu là tuyên truyền các bạn là hãy sống xanh sống sạch. À, biết sống xanh sống sạch là sao không? Sống xanh có nghĩa là đừng có chặt cây để cho nó xanh, sống sạch là đừng có vứt rác bừa bãi đó, gọi là sống xanh sống sạch đó nha. Ai hỏi sống xanh sống sạch sao là biết trả lời nha. Rồi đó, đẹp chưa? Đây, bàn tay nâng niu cái cây đồ ha. Rồi từ nay về sau nhớ nha, đừng có uống mấy cái, đừng có sử dụng nhiều mấy cái loại mà rác nhựa đó các bạn, nó khó phân hủy lắm. À, mình đem theo cái bình nước của mình uống chứ hơi đâu, mình cứ mua mấy cái ly nhựa uống xong dục á. Trời ơi, phá hoại môi trường. Trời ơi, coi nè, lớp 1 gì mà dễ đẹp vậy trời. Đó, coi lớp 1 nè. Trời ơi, lớp học lớp 2 gì mà dễ vậy. Chị cũng chưa dễ được nữa, thiệt tình luôn. Đó. Rồi bây giờ chấm cái nào nhất đây? Nãy giờ mấy bạn coi con heo nào? Con heo nào nhất? Đó, nhìn kỹ lại coi nè. Đó, con số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Số xanh lè, số đỏ, số bông hoa, số vàng, rồi số xanh lét, rồi cái số xanh le, rồi có số trắng nè, rồi có số đen xanh, rồi có số là vàng hồng, rồi có số là vàng xanh, rồi có số là vàng vàng. Đó, rồi bạn nào thích con nào thì ghi vô nha. Hoặc là có thể là bắt chước để vẽ cho nó đẹp nè, con này cũng đẹp quá trời luôn. Chị thích con này để trang điểm nè, dễ thương quá. Đó, con này nè, trời ơi, thương dễ sợ luôn nha. Ai mà nỡ đập con heo này trời. Con heo này nghe đồn là được trưng bày luôn mọi người, chứ không có bỏ tiền vô ngoài đập đâu. Đó, tại vì này bảo vệ môi trường mà mình phải tuyên truyền nha các bạn nha. Còn video của chị đến đây là kết thúc rồi đó. Nếu thích thì cho chị một like và đừng quên subscribe kênh Một Ngày Là Một Câu Chuyện nha. Đây, đó, ai thích vẽ con nào thì bắt chước vẽ theo ha. Bye.